Anh em Hiếu xin chào buổi sáng tất cả quý cô chú anh chị của các bạn. Xin chào cả nhà nhé. Anh em cũng mới vừa ngủ dậy cả nhà. Sáng nay anh Tám đưa anh em đi lên cái con suối này. Cùng cả nhà chúng ta khám phá và đi lấy một số thạch xương bồ nhé. Rồi cùng trải nghiệm cái khu này xem chúng ta có kiếm thêm được những cái nguồn thức ăn và có những cái gì thú vị không. Mời cả nhà cùng đồng hành với anh em trong video ngày hôm nay nha. Cả nhà yêu mến anh em thì cho anh em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho anh em cả nhà nhé. Bây giờ thì chúng ta đi thôi anh nhỉ. Xuất phát thôi. Ôi chả, cây này to anh ơi. Lấy cái này luôn này. Để cắt rễ đi chứ. Đây, gốc đầu tiên cả nhà. Cây này rất là già luôn này. Nó kìm này. Cây đấy, nhiều. Phải gọt, gọt cái rễ anh ơi. Cắt rễ bỏ. Ôi run này, run nằm dưới nước luôn này. Rễ nó bám khủng khiếp, bám vào đá. Củ này á, gần ký tươi luôn á. Củ này to như chân rết luôn. Như con rết luôn. Cái này như nhà ai có cái bể mà có đá bao người trồng trồng được không anh nhỉ? Trồng làm núi non bộ ấy, làm cảnh cũng được, cảnh ấy trồng núi non bộ thỉnh thoảng mình cắt lấy một ít bằng lên phơi. Nó là nó sống ở chỗ gần nước cái con đá này. Nó sống được này, đá với cát như thế này là gần một chắc là nửa ký rồi. Nó cũng nặng, tươi thì nó nặng. Coi cái gốc này to. Còn non là sâu thôi. Ủa nhỉ? Không, không non đâu anh. Không non đâu. Không non đâu. Này, củ nhiều lắm. Hai anh em mình nhổ. Nhổ nhá. Em một bên, em một bên. Nào, hai. Hai, ba, hai. Đấy. Lên mà. Này là nhiều lắm rồi cả nhà ơi. Anh em, cái con suối này trúng cái nguồn này nhiều lắm, thạch xương bồ này á. Nhưng mà chỗ này nó hơi non anh ạ. Chỗ nào già mình lấy chứ chỗ này hơi non. Phần này mình sẽ bẻ đi cả nhà. Mình lấy cái này mình cắm lại vào đá cho nó sống. Để thu hoạch cái phần này thôi. Cái này nó dễ sống lắm. Găm vào xuống suối là nó tự mọc thôi. Đó, này, củ to. Ui, ui nó gãy mất rồi. Cái này củ cũng chưa được già lắm nha.
cái này cả nhà này, cái này nó già luôn, chắc là nó bám theo thời gian này cả nhà. Mặc dù là mưa bão rồi là lũ quét nhưng mà nó vẫn nằm nguyên này nhá. Nó sần sùi như thế này cơ mà, nhìn rất là đá luôn. Ủa, những cái cây này nó già cỗi luôn, nó chỉa ra hết cả cục đá đó luôn rồi. Bây giờ là quá già luôn. Đã chưa anh Tám này? Ôi, cả nhà xem cái củ của nó này. Đó. Nó ở lâu năm thì nó lâu năm to và nó như con rết đấy, như ở đúng nó như con rết luôn. Hiếu vừa làm được một mẻ đấy cả nhà. Mẻ này cũng khá khá chỗ này, này. Có một chỗ thôi mà cũng được khoảng tầm 5 kg đấy anh nhỉ. 5 kg không? Cái này là thạch xương bồ nha cả nhà. Ở một số vùng địa phương còn gọi là cây xả nước. Đó, cây xả nước đấy cả nhà. Nó mùi vị rất là thơm luôn. Khi mà mình cắt ra cái củ này rất là thơm nha. Nó có công dụng là mình chứa về các bệnh như là hen phế quản này, bệnh phổi và xương khớp rất là tốt nha. Đó, cái này thì nấu nước uống rất là thơm, có thể ngâm rượu và nấu nước nha. Sắt lát ra một củ này đây, mình nấu một nồi nước, một ấm nước này, nấu được mấy lần luôn cả nhà, đun khoảng tầm 4-5 lần nó vẫn cứ nghe mùi thơm, nó có vị đắng nhẹ và đặc biệt cái hương thơm của nó thì rất là thơm luôn. Thì quá trình đi rừng thì anh em sẽ biết những cây thuốc này, anh em sẽ thu gom và chia sẻ với cả nhà biết thêm về những cái cây thuốc này. Nó tên gọi là, tên gọi chính là cây thạch xương bồ. 5 kg cho anh Tám, chắc hơn rồi đấy. Hơn rồi. Qua đấy nhỉ. Thôi đá cho nó nhanh nhanh.
khoảng 15 kg. Tí nữa nắng là khoảng 2 nắng là khô đấy anh nhỉ. 2-3 nắng mà đá này anh khô lắm. Giống như kiểu mà mình phơi củ mì để quay. Bên đây cả nhà. À, bây giờ anh Tám bảo là sẽ đi qua cái khu rừng ở bên đây, khám phá cái khu rừng bên đấy, ngày mai tiếp tục thêm 2 ngày nữa cả nhà. Anh em sẽ đi về đem dược liệu về nhé. Được rồi anh Tám ơi. Đi thôi. Anh đi trước. Dẫn đường đi trước, dẫn đường. Anh em vừa thu dọn đồ đạc xong cả nhà, bây giờ thì anh em sẽ theo chân anh Tám và tiếp tục di chuyển qua khu rừng bên đây. Và mời cả nhà cùng đồng hành với ba anh em ta tiếp tục đi nhé. Mấy anh em đã đói chưa? Mình đói luôn. Sẽ băng qua quả đồi này và xuống tiếp một con suối nữa cả nhà. Đúng máy rồi cậu ơi. Ôi trời ơi. Ôi trái cây kìa cả nhà. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Trời ơi cả nhà ơi. Đang khát nước. Đang khát nước gặp ngay rừng mơ, rừng dâu. Thử phát nhá. Trái to cực trái luôn. To này. Thật đấy. Ngoan không? Chưa thấy trái to như này đâu. Nó chua. Trời ơi. Mùa này thì chắc nó vẫn chưa chín. Bữa nào quay lên đây mình hái về mình thổ cả nhà. Chụp cho tớ một tấm hình cậu ơi. Trời ơi. 2-3. Đang chua. Sướng nhờ. Nhìn cái cây sướng lắm. Tôi để nhờ. Tớ hái cho cậu mấy trái ăn chứ không từ, có. Từ dưới đất lên. Cứ để đấy tí nữa ăn hái trên cây luôn cho nó đá. Chua lắm. Chua cũng ăn. Nhìn thấy nó như này cơ mà. Đây. Nó một phê chùm luôn cả nhà. Một chùm luôn cả nhà. Đấy. Ôi. Cây dâu khủng khiếp mà từ trước giờ anh em gặp luôn đấy cậu nhờ. Này, dâu ở đây to thật đấy nhỉ. To này, trái này, cả nhà xem cái trái dâu này. Nó bằng cả cái trái chanh luôn đấy nhỉ. Nhìn lòng bàn tay là biết rồi. Nó chua lắm. Cái này không biết bữa nào chín nó có ngọt không chứ. Có chứ. Giờ ngọt thì nó chứ. chua lắm. Chín nó ngọt đấy. À, tầm một tháng nữa cả nhà. Một tháng nữa thì nó mới chín. Wow. Chua lắm. Ăn vài trái đỡ khát nước thôi chứ. Này không ăn được nhiều đâu. Anh Tám không nghe chua à? Hả? Chua chứ. Thấy ăn ngon lành. Chua ngon mà. Wow. Chua thật. Chua lắm. Trái thì nhiều. Nhìn rất là ngon nhưng mà không thể ăn được ngon cả nhà. Vì nó chua quá. Quá chua. Này, cả nhà nhìn nó khủng khiếp chứ. Cái trái của nó Hiếu cầm ở tay nha. Trái nó to hơn cái ngón tay rất là nhiều. Và đây là cái cây dâu đầu tiên mà Hiếu gặp nhé. Trái nó tròn. Thường ngày Hiếu gặp là cái loại dâu vàng. Cái nó nhọn nha. Mà đây là loại dâu tròn. Trái nó rất là to. Khủng khiếp. Bắt đầu nhìn nó nào. Từ dưới lên trên. Chỉ có mỗi ở trên lá là không có. Còn nữa là có trái hết luôn. Khủng thật. Quá là phê. Ủa, chỗ này đã thật. Wow. Nhìn view cảnh rất là đẹp luôn cả nhà. Ôi kia có trái dâu kìa. Ôi trời ơi, đây kia có cây dâu nữa kìa. Sao lại mang cái đó sang đây? Ở dưới kia còn đây trái dâu kìa. Ôi cây dâu kia trái nhiều lắm. Chỗ này là thả lưới được. Nếu mà có lưới. Gốc cây dâu thứ hai mà anh em phát hiện cả nhà. Hiếu với anh Tám là đang ở trên cái mỏm đá đó. Bây giờ muốn đi thử miếng dâu ở đây xem như thế nào nhá. Nếu mà nó ngon thì chắc cũng phải hái đem về một ít.
Úi dạ, trơn quá. Trái này cũng là trái to như cái trái hồi nãy luôn, nhưng mà nó hơi non cả nhà. Nhìn nó hơi đen đen này. Chứ thử, cái này nó hơi non. Ôi, chua lè luôn cả nhà. Hơi non và đắng. Đây, có quà đây. Ngon không? Thử đi là biết liền mà. Ngon lắm. Ôi. Trời ơi, trái to rồi nhờ. Dâu ở đây công nhận trái to. Cảm ơn nhá. Nhưng mà không được chín. Cái này ngon hơn không? Vẫn thế. Anh Tám thấy ngon rồi đấy. Chùa, vẫn thế à? Cuối cùng thì cũng tới lán của anh Tám rồi, lán thứ hai của anh Tám nha mọi người. Xem nào. Đấy, võng nó ở đây này. Ủa, võng này có nằm được không? Ủa, được chứ, cái dây cáp đó. Dây cáp à? Họ ở lâu chưa anh? Lâu rồi. Về lâu chưa? Bây giờ anh em sẽ nhờ cái lán của mấy anh em đây ngủ tạm đêm nay cả nhà. Phê rồi, anh em bây giờ cũng đuối rồi. Còn là anh em đỡ phải làm lán mà, có mưa thì cũng đỡ nha. À, đây vào đây thì Hiếu thấy có mấy cái đồ dụng cụ của mấy anh em nấu ăn đi rừng đấy cả nhà. Cũng có mì chính này, muối các thứ nha. Còn sót được mấy trái cà này. Anh em đem cà vào. Cái này chắc là cũng phải một tuần đổ lại đây. Mì tôm, bát này là ăn mì tôm này. Hạt nêm này. Mắm tôm. Ôi, không cái nồi nấu gì mà dầu. Dầu ăn này. Ui, được nồi cơm. Mốc hết rồi, thế thì cái này phải hơn một tuần rồi. Ủa, chắc là cái này là nồi đồ ăn đây. Ôi trời, cũng cơm luôn. Cơm. Mấy cái bát nữa nhé. Một cái ấm nữa này. Bây giờ anh em sẽ mượn những cái đồ này anh em mình rửa qua. Bây giờ mình đem ra ngoài suối rồi nha. Mình sẽ ngâm đi nha. Ngâm qua rồi mình rửa. Rửa vào mình dùng cái nồi này tối nay để xem mình nấu ăn nhé. Có cái gì mình nấu ăn. Em đến đây còn thấy một ít gạo này, còn treo đây. Cái này chắc là cũng đủ hai bữa gạo. Chắc là anh em sẽ xin mấy anh em đây. Đây là hai đùm luôn cả nhà, hai đùm gạo luôn. Đây một đùm nữa này. Đó, chăn màn đầy đủ luôn. Anh Tám thì đang làm lại mấy cái chai bẫy cả nhà. Thì anh em đi bẫy cá, kiếm cá cho ngày mai. Còn Môn đang tận dụng mấy cái trái cà của mấy anh em để lại đấy cả nhà. Tối nay sẽ nấu mượn anh em một ít gạo rồi nấu cơm và nấu cái món ếch khô của anh em, còn rồi xào mấy cái trái cà này là đúng bài luôn. Ngon đấy. Ngon đấy. Còn mấy trái cà kìa. Đó, còn nhiều một bát đấy. Còn được một bát cà. Cái này là cái này bị hỏng à? Đấy, à, không phải đâu. Nó mụn rồi. Cà cũng bị mụn nữa. Còn bây giờ mình đi cắt đi nhỉ, cắt đi rồi ngâm rồi nấu. Hái môn này anh Tám ơi. Hái môn dốc à? Anh Tám đang lấy mấy cây môn dốc này vào cào nhà. Hồi nãy đặt xuống mấy cái bẫy cá bằng chai á, bắt được một ít rồi. Tối nay sẽ nấu canh bằng cái môn dốc này nha. Đây cả nhà nhá. Vừa đặt xuống đã được một ít cá rồi này, cá nhỏ này, cá bóng đá này. Tốt miếng mồi thôi mà vẫn được tôm này, cá này. Đó. Này đóng lại đây. Cho xuống tiếp. Cả nhà thấy không? Kìa kìa, cá nhỏ kìa. Mình vừa đặt xuống là nó đã chui lại đây rồi. Có đó thấy không? Như đây là cũng được nồi canh cho mấy anh em rồi. Với lại còn một ít con ếch khô. Thì tối nay anh em sẽ xào với cà với lại hoa chuối. Đây. Từng này là nồi canh anh em thoải mái thôi.
nhớ cậu. Nhớ chứ, nhớ đất. Cái này là mình phải hầm kỹ trước khi mình cho cá vào cả nhà. Vì cái này nó có vị hơi ngứa ngứa nhá. Nên phải làm kỹ này. Có cá nhảy à? Ra rồi đây, cả nhà, cá nhảy của anh em. Anh em đấy. Rồi. Món cá nhảy đấy. Thì có nhờ. Cái này mình làm cá nhảy thì nói làm gì? Không, đâu phải giống người ta ăn dưới ao đâu, mình ăn dưới suối đây này. Đẹp ngon. Cái con này nó vằn vằn nhỉ. Nó bóng này. Này giờ anh em sẽ đun cái môn dốc này trước cả nhà, phải hầm cho kỹ nha. Xong anh em mới bỏ cá vào. Là kiểu giống như kiểu nấu cháo bồi ấy. Cháo bồi cá, nhưng mà cháo bồi cá là phải bỏ gạo. Nhưng mà anh em đây là nấu canh bồi, canh bon đấy. Cái này là cái ếch khô ngày hôm qua anh em sấy cả nhà. Đây sấy mấy ngày. Bây giờ anh em sẽ lấy mấy con nhá để nấu. Nó khô ra luôn càng. Này, cầm như này. Khô cứng luôn. Vũ nữ, chân dài. Cái này giờ nó thâu cong keo luôn. Anh em sẽ lấy mấy cái con mềm mềm trước. Thế là lấy thêm mấy con này. Ngày mai thì không có gì ăn, anh em sẽ nấu tiếp. Ở tầm đây nha. Tầm đấy thôi. Tầm đây là để mai. Vừa sâu nữa. Chắc cũng được 2 lạng nữa đấy cả nhà. Đó. Ăn tầm đây là đủ luôn rồi. Đủ rồi. Đó, cá nữa, ếch nữa. Cá nữa. Thôi nha, mình cho nó nhừ đã. Phải cho nó nhừ. Cho nó nhừ. Bắt đầu xong rồi mới bắt đầu mới bỏ cá. Mình để một sôi thôi. Xong mình cho gia vị vào thôi. Đó, mình sẽ cho cá và cua vào. Ngon chưa? Lạnh nhá hả? Lạnh. Rồi, tối nay là anh em sẽ ngồi ăn ở ngoài rừng này cả nhà. Thứ nhất là đỡ kiến này, nồi canh này, quá tuyệt vời luôn. Cua, cá, ui, môn dốc. Cái này là cái bọt của cái bột cua ấy. Cái gì nhỉ, gạch của cua tớ lấy vào ấy. Nên là nó sẽ có cái bọt như này. Mình không vớt để này luôn. Cái rau này nó quá nhừ rồi. Rồi, một nồi cả nhà nhé. Nhiều đấy chứ nhờ. Này, trời ơi, tớ cứ tưởng là nó ít, hóa ra cũng nhiều đấy chứ. Wow. Nói chung là ba người ăn mà. Lâu rồi bữa nghe cái tiếng dầu mỡ nó chè. Bữa giờ bữa nay nha, mình mới xào rán một bữa. Cái cà này cho vào luôn. Cho vào luôn. Ui cà. Cà nó ngon này. Còn mình sẽ bỏ hoa chuối vào luôn cả nhà. Đây. Hoa chuối này, bỏ vào xào nhé. Đảo cho nó thấm nhé. Đầy nồi luôn này. Đầy nồi luôn này. Bà anh em hôm nay thì không có cơm thì ăn mức này cũng no đấy. Đúng là chuyến này đi không mang ớt đi, thiếu ớt nha. Tiếc quá nhỉ. Tiếc quá, có ớt là ngon. Đó, một chút bông mắm. Cho một chút nước thôi cả nhà, cho nó thấm nha. Đó. Đằng qua nữa là mình đun cho nó sôi, cho nó thấm vào cái ếch. Gia vị nó thấm vào cái ếch nó sẽ ngon hơn. Bởi vì cái ếch này nó khô rồi. Vậy là bữa tối đã sẵn sàng. Hôm nay anh em vẫn tiếp tục có 2 món cả nhà. Bữa nay thì lại có bát rồi của mấy anh em, anh Tám nha. Đây thì có mấy cái bát sẵn rồi. Nên là anh em sẽ có bát để xài rồi. Đó. Anh Tám, mấy anh em này là người ở đâu? Về cùng làng ấy. Cùng làng à? Anh biết à? Biết. À, thế về anh nói với anh em là cho anh em xin ít gạo nhá. Yên tâm đi anh em, mình khá mà. Bây giờ thì bữa tối hôm nay thì anh em có món canh, món xào, cà ếch với lại hoa chuối nè. Bây giờ thì tối nay anh em vẫn còn một be này cả nhà. Hôm nào đưa đi. Cái này là rượu ngọc cẩu nhé. Bây giờ anh em mình làm tí nha. Ăn dài mỏi đi cả ngày mệt rồi đấy. Ngọc cầu thấy thì... mỏi không? Xét ra màu đậm như này, đây là hiếu pha rồi. Đấy,
Mời cả nhà dùng bữa tối với ba anh em cả nhà nhé. Đúng rồi. Bây giờ đến lượt Hiếu nhá. Hiếu mời cả nhà nhé. Làm cái này ăn tám. Đây là ếch nấu với hoa chuối. Cái này rượu ngon đấy. Ngon đấy. Em làm món canh này trước coi nào, review cả nhà cái món canh môn lâu rồi không được ăn này. Có tôm có cá này. Cái này hồi nãy cái môi anh Tám bảo không đưa đi, đưa đi cái môi đi là hay rồi. Đó. Được rồi cả. Đấy, đấy. Nó cần phải có cái này à, chứ. Đúng rồi, cho miếng nước nha. Cho miếng nước húp cái cho sướng. Ôi trời ơi, coi đổ phí lắm cậu. Cái nước cua nó sẽ ra đen như thế này cả nhà. Đó. Màu nước cua nó hơi đen nha. Đen Tám. Rồi, mời anh Tám nhé. Mời hai anh em nhé. Mời cả nhà luôn. Ui đã có con ếch to. Con ếch kêu rồi. Ồ bọp ấy. Chắc tí nó phải xuống lấy rồi. Không có ếch kêu rồi. Có con ếch kìa. Ếch to lắm. Rồi là tí nữa anh em lại có ếch rồi đấy cả nhà. Tí ăn cơm xong. Tối là xong lại tí nữa lại ra bắt mấy con ếch rồi. Sáng mai có bữa sáng. Mời cả nhà ăn món canh môn với Hiếu này. Hiếu và môn với anh Tám nhé. Wow. Canh môn rừng đấy. Cái này. Ngon. Làm miếng cà xào với ếch này quá. Cà với cả nhà. Cà với hoa chuối xào với ếch. Nó này ngon không? Khè món thịt ếch nữa không nhỉ? Ếch đâu rồi? Đây. Có nhá. Nói chung là rau trong rừng thì rau gì cũng ngon. Do mình rồi. Do mình đói thôi anh ạ. Đói thì ăn cái gì cũng ngon. Để cho em. Mày muốn nhảy vào mồm em. Ếch khô xào nhé cả nhà. Rượu ngọc cỏ cũng ngon, thơm đấy. Thơm được lâu thì thơm thôi. Cái tái nhưng bác Tám nhìn nó xong rồi nhỉ. Năm nay bao nhiêu tuổi anh Tám? Năm nay 55 rồi. 55 à? Gọi bằng chú đi. Tham lộ rồi chứ? Chú có con gái mà. Bạn đồng hành thì gọi anh em thôi. Đang bảo bác Tám có con gái, bảo gả cho một rồi gả cho môn đi. Không chịu nè. Hai thằng đang cô đơn. Bây giờ không chịu. Lúc nào đi cũng trêu, lâu lâu cứ trêu là anh bố vợ ấy cả nhà. Anh bố vợ ơi. Dài ngon nhỉ? Dài ngon. Ếch thấy khô mà không. Anh Tám răng vẫn còn khỏe cả chứ nhỉ? Vẫn khỏe hết rồi. Thế là tốt đấy nhỉ? Anh Tám vẫn chưa già đâu nhỉ? 55 anh, tuổi mà. Trong độ ấy. Anh là biết về nhiều về dược liệu ấy. Anh thường hay đi lấy dược liệu, ăn uống dược liệu nhiều ấy. Uống dược liệu nhiều. Đi vô trong rừng này mình nấu uống mấy cái cây thuốc ấy. Da dẻ vẫn hồng hào nhỉ? Hồng hào, đẹp trai phong độ. Muốn lấy vợ năm nữa hả? Vợ 4 thôi. Ừ, 4 thôi hả? Nó bảo là có vợ 1 rồi, đang muốn vợ 2, vợ 3. Khổ đấy. Đi uống nhiều thứ như gì nhỉ? Có 2 kim lót đá, cua đá này. Nóng đá này, nóng nọc đá. Không, nóng nọc thì ăn lá. Ếch đá. Ếch đá. Đúng. Ba đá. Còn thiếu cứng không mà. Hai anh em mình còn ăn đá. Ba đá. Ếch đá. Chắc là làm tí nữa, tớ ăn cơm nhá. Anh em uống nhá. Cho tớ ăn cơm đi. Tám ăn cơm thì nói nhá, để em bới cơm nhá. Thì rồi. Mình cứ lai dài thôi. Cả ăn cả uống đi nha. Hôm nay thật sự rất là đói luôn, mà mệt đi xa. Đói, mệt. Em đói rung luôn đấy. Cái lúc mà gặp quả dâu cứ tưởng nó chín, mong nó chín. Hóa ra là nó xanh ăn cái chua. Cái thời điểm đó là mình ăn vào nó chua lè mắt ríu lại. Đấy. Cái cà này đang đáng ngon đấy. Tám làm tí nữa nhờ. Có Tám. Có chứ. Làm thêm nữa nhá. Quý cô chú anh chị cùng các bạn thân mến, trong những cái chuyến đi rừng, anh em có thu gom một số sản phẩm của rừng như nấm lim xanh, được biết đến với nhiều công dụng ngăn ngừa và điều trị các căn bệnh về ung thư và hỗ trợ về hệ đường huyết, tim mạch, mỡ máu cũng như là sáo tam phân, cũng là một trong những cây thảo dược quý ở Việt Nam mình.
Nó cũng được biết đến với rất nhiều công dụng về gan và các căn bệnh ung thư. Ngoài ra thì một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe như mật ong và một số loại thảo dược dùng để ngâm rượu và chăm sóc sức khỏe. Quý cô chú có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân, vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Hiếu là 078-228-2345. Và những lúc anh em đi rừng không liên lạc được thì quý cô chú nhắn tin qua Zalo cho anh em. Khi mà trở về rừng thì Hiếu sẽ check tin nhắn và tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ cho quý cô chú hiểu thêm về những cái sản phẩm, những cái dược liệu ở rừng. Anh em rất là cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ cho hai anh em để có thêm kinh phí xây dựng và phát triển kênh. Một lần nữa chúc tất cả quý cô chú, anh chị cùng các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.